Hôm nay chúng ta đi qua phần cái câu cuối cùng của cái tam đề thứ 14 hả? Đúng rồi, tam đề thứ 14. Hôm nay còn 8 tam đề nữa. Hôm nay học tam đề hết, tam đề thứ 18, 14. Tức là các pháp cao thượng. Câu số 3. Biết đâu? Câu 3. Các pháp bình lương. Chữ bán y tá có nghĩa là giờ trong sạch, mà nó vừa là mát mẻ, cho nên bán y tá được dịch là bệnh tinh lương. Thì chữ bán y tá này nó đồng nghĩa với Lokuttara. Bánh y tá nó đồng nghĩa với Lokuttara. Lokuttara nó chính là pháp siêu thế. Còn đây là cái pháp mà mình cần nương nhờ. Những pháp thiện nó chỉ là một điều kiện, như bố thí, trì giới, tu thiền, vân vân, nó chỉ là một cái điều kiện để chúng ta có được cái pháp này. Thì pháp siêu thế này, nếu nói gọn, chúng ta sẽ có là chín pháp. Trong chín pháp đó thì có 8 pháp hữu vi, 1 pháp vô vi. Tức là một chính pháp, trong có 8 pháp có duyên trợ tạo và một pháp không duyên trợ tạo. 8 pháp này gồm có là 4 đạo, 4 thánh đạo, cộng 4 thánh quả. Cái này được gọi là hữu vi. Hữu vi siêu thế. Cái pháp nào là hữu vi thì pháp nó có sự sinh diệt và có sự diễn tiến. Cái pháp nào được gọi là hữu vi vì nó có sự sinh lên, nó có sự diệt mất đi, và giữa giai đoạn sinh diệt nó có sự diễn tiến. Như vậy cái hữu vi nó gồm 3 giai đoạn gọi là hữu vi á. Nó là sankhara. Đây là pháp hành á. Thì nó gồm có 3 khóa, nó có 3 cái hiện tượng, tức là sinh lên, thấy rõ. Thấy rõ. Diệt mất, thấy rõ. Và có sự diễn tiến. Đây là trạng thái của 3 pháp hữu vi. Trong kinh Tăng Chi Kinh chương 3 pháp, Đức Phật này cũng dạy như vậy. Những pháp nào gọi là hữu vi? Vì nó có hiện tượng sinh lên thấy rõ, có hiện tượng diệt đi thấy rõ, và có sự diễn tiến thấy rõ, nó gọi là hữu vi. Rồi vô vi, nó cũng có 3 cái tướng trạng. Vô vi
tức là sự sinh lên không hiện rõ, sự diệt mất không hiện rõ, và không có sự diễn tiến. Đây là ba tướng trạng của vô vi. Như vậy trong cái chính pháp thánh này, trong chính pháp siêu thế này, nó có bốn thánh đạo, bốn thánh quả là siêu thế hữu vi, và một siêu thế vô vi nó chính là niết bàn. Niết bàn là một siêu thế vô vi. Sự sinh lên của niết bàn không thấy rõ, sự diệt mất của niết bàn không thấy rõ, và sự diễn tiến của niết bàn không thấy rõ. Và chính là một cái sự nhầm lẫn rất cực kỳ tai hại, rất là tai hại. Khi có một cái clip mượn cái lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Rohitasa, Rohitasa đây là một cái tà kiến luôn á. Trong bài kinh Rohitasa thì ông vị thiên tử này, trước khi làm vị thiên tử Rohitasa là một chú thuật gia, một chú thuật gia đó. Thì ông sau khi ông mệnh chung ông sanh lên làm vị thiên tử xuống đảnh lễ Đức Phật, ông nói rằng là bạch Thế Tôn, khi trước đó, con là một chú thuật gia, một bước chân của con có thể bước từ cái bờ biển này sang thần bờ biển bên kia, và một hôm con khởi một ý nghĩ rằng con sẽ đi tận cùng thế giới, thì con sẽ đi suốt cái một cái cuộc đời còn lại của con, ngoại trừ trong một ngày đó, ngoại trừ thời gian ăn ngủ ra, con đi hết. Thì nhưng mà con đi cho đến hết mệnh chung con cũng không đi hết tận cùng thế giới, không thể là đi tận cùng thế giới được. Đức Thế Tôn phải dạy rằng này thiên tử, quả thật vậy, ông không thể đi tận cùng thế giới được, giới bộ hành không thể đi tận cùng thế giới được. Nhưng mà Như Lai nói rằng ở trong một cái tấm thân một tầm dốc này, trong tấm thân có một tầm dốc này, Như Lai nói rằng có sự khổ và có sự diệt khổ. Nghĩa là Như Lai có nói là trong cái tấm thân này có sự khổ và có sự khổ diệt đó. Tức là ở trong này nó có sự khổ, hãy có ngũ uẩn là có khổ, mà hãy có khổ thì có khổ diệt. Đó là một cái nguyên tắc. Có cái A tức là phải có cái B đối kháng là với cái A. Có cái đen tức là phải có cái trắng. Có cái phải là phải có cái trái. Có cái đúng nó sẽ có cái sai. Bởi vì nếu không có cái sai thì người ta sẽ không thấy được cái đúng. Nếu mà không có cái đúng thì người ta không thấy được cái sai. Nếu không có cái đen người ta sẽ không thấy được cái trắng. Nếu tất cả đều trắng hết thì người ta sẽ không thấy được cái đen. Mà nếu mà tất cả đều đen hết thì người ta sẽ không thấy được cái trắng. Cho nên có cái đúng sẽ có cái sai. Nếu có cái đen phải có cái trắng, thì có cái sự khổ thì phải có sự khổ diệt. Đó là như vậy. Và Đức Phật nói là trong cái thân ngũ uẩn này nè, nó có sự khổ, nó có sự khổ, nó có sự khổ. Nhưng mà trong cái đã có sự khổ thì là nó phải có cái đối ứng, đó là có sự khổ diệt. Khổ diệt. Và ở một góc độ nào đó, thì cái khổ diệt này được ám chỉ như là niết bàn. Niết bàn. Tức là trong cái thân ngũ uẩn này nó có sự khổ. Do đâu nó có sự khổ, nguyên nhân nào có sự khổ? Vậy cái trong cái năm uẩn này nó có sự khổ.
khi nó có ái. Nếu như không có ái thì nó sẽ không có khổ, mà nếu như có cái ái thì nó mới có khổ. Cũng vậy, nếu mà chúng ta làm việc phước mà chúng ta cứ mơ, hoặc là tu thiền mà chúng ta cứ mơ tái sanh về cõi chư thiên, mơ tái sanh về cõi phàm thiên, thì lập tức có sự khổ nằm trong đó. Mà thông thường thì chúng sanh luôn luôn làm việc phước rồi còn thích cái này, tái sanh về cõi chư thiên không ạ? Nhưng mà dứt cái kiếp chư thiên rồi đó thì có thể đi thẳng xuống địa ngục luôn, đi thẳng xuống luôn. Còn nếu như may mắn được tái sanh làm người, hết cái phước ở chư thiên tái sanh được làm người, thì sẽ bị là già bệnh chết nó bám theo, nó sự khổ thì vẫn có vậy thôi, do nguyên nhân nó có cái ái. Rồi cái sự khổ thì nó được chấm dứt khi ái chấm dứt. Nhưng ái là một pháp trừu tượng, khổ diệt cũng là một pháp trừu tượng, nó không có thể là một pháp hiện thể, do chúng ta nắm bắt rồi, chúng ta chỉ cảm nhận được mà thôi, cái nắm bắt được mình thôi. Chính vì như này, không nắm được cái thực tính như vậy, cho nên có một clip có một ông sư nó, một ông thầy nói rằng là tìm niết bàn ở trong cái thân ngũ uẩn này sai. Trong thủ ngũ này không thể có niết bàn, trong ngũ uẩn này không có niết bàn. Bây giờ cái một người đã chết rồi đem đi thiêu gạn hết tro độc ra, tìm niết bàn có không, mổ xẻ ra có không? Không có. Mà diễn dịch kiểu này nè, diễn dịch kiểu này nè, có tà kiến nằm trong đó đó mà không thấy, mà tưởng là đúng, đó là sai. Đức Phật nói là trong cái thân, một cái thân tầm bốc này đó mới có sự khổ. Vì nó có sự khổ, vì sao nó có sự khổ? Vì nó có cái ái, nó có sự khổ. Và như lai nói trong cái một cái thân có một tầm vóc này đó, nó có sự khổ và có sự khổ diệt. Bao giờ diệt cái, trừ cái ái đó thì cái khổ đó nó diệt. Cái khổ diệt tức là không còn tái sanh nữa, chứ không phải trong tâm thân này, trong thân này. Mà niết bàn là gì? Niết bàn là cái chấm dứt mà nó không sanh nữa nữa, chứ không phải nó là một cái hiện thể để mà nhìn thấy nó, để mà trong cái tấm thân này nó có niết bàn thì tìm cái niết bàn ở trong tấm thân này. Nó là một cái định hướng sai. Mà trong tấm thân này muốn có chấm dứt khổ phải chấm dứt cái ái, tức là không có ái sắc, ái thọ, ái tưởng, ái hành và ái thức, không có dính mắc trong cái đó mới chấm dứt được. Nhưng mà do suy luận, do diễn đạt, do suy luận, do cái phóng túng tư tưởng, cho nên mới cho rằng ở trong cái thân này nó có niết bàn. Không có. Rồi đây đem rao giảng ra, rồi thiên hạ ùng tin theo, mê. Hay quá, hay chỗ nào đâu, không có gì đâu hay. Tà kiến con đó chứ gì đâu hay. Cho nên nhớ vậy, đừng có hiểu là một cách suy luận như vậy, không có đúng. Không có đúng. Cho nên cái hữu vi, vô vi là cái sự sanh nó không hiện rõ, sự diệt nó không hiện rõ. Cho nên niết bàn không có sinh diệt, mà nó chỉ có cái là gì? Chấm dứt cái gì đó thôi. Cho nên gọi là hữu diệt là niết bàn. Hữu diệt là niết bàn. Đây là câu nói của ngài trong tương ưng quẩn, trong cái tương ưng quẩn của ngài Mu-si-la. Nó là ngài Mu-si-la, trong đó có hai vị mà xưa làm đời ẩn hoài, đó là Mu-si-la với Su-si-ma. Mu-si-la vậy là bậc thánh A-la-hán, và ngài giảng cho các vị tỳ khưu khác như là Sa-vít-tha, Na-ra-đá, luôn cả ngài An-đa nghe. Và ngài nói rằng hữu diệt là niết bàn, tức là cái hữu mà nó chấm dứt rồi, nó còn không sanh lại được nữa, tức là sự sanh nó không còn sanh lại được nữa thì được gọi là niết bàn. Nó không có hiện rõ, bởi vì sinh nó không hiện rõ,
việc nó không thấy rõ và sự diễn tiến của nó không thấy rõ, không thấy rõ. Nó không phải là một cái hiện thể, cho nên niết bàn nó không phải là một cái cõi mà nó là một cái cảnh mình để cái tâm nó nhận biết à, cái này chấm dứt rồi không còn sinh lại nữa, cái đó là niết bàn. Vậy ta vậy dự lưu diệt được tà kiến và hoài nghi. Tà kiến và hoài nghi bị diệt khi vị đó biết được niết bàn, và cái sự tà kiến nó diệt, nó không còn sanh lại nữa, thì cái đó là niết bàn. Cái hoài nghi diệt mà không còn bao giờ, không bao giờ sanh lại lần thứ hai, thì cái đó được gọi là niết bàn. Cho nên tà kiến và hoài nghi của vị dự lưu, cho dù vị đó còn tồn tại trong thế gian này khoảng 31.000 kiếp trái đất nữa, 31.000 kiếp trái đất nữa, một kiếp trái đất có thể là nhiều kiếp sống xảy ra, cho dù vị đó có tồn tại 31.000 kiếp trái đất này nữa, thì tà kiến và hoài nghi không còn cơ hội sinh lại lần thứ hai nữa, thì cái đó là niết bàn. Điển hình giống như bà Visakha hay là ông cấp cô độc chẳng hạn, bạn ông cấp cô độc, ông cấp cô độc là ông cấp cô độc là bậc, nếu ông chứng đắc đạo quả thì dự lưu ông được gọi là bậc gì? Ông là chứng đắc bậc dự lưu đó, lúc còn sống hiện tiền là ông là chứng đắc bậc dự lưu đó, đúng không? Bà Visakha sống 120 tuổi cũng chứng đắc quả dự lưu, đúng không? Lúc còn hiện tiền này, đúng không? Thì hai cái vị này được gọi là gì? Biết là dự lưu rồi đó, nhưng mà thuộc về dạng gì? Dự lưu có mấy dạng? Dự lưu có ba dạng. Dự lưu nếu mà tính theo tái sanh là có ba, mà nếu mà tính theo cách chứng đắc pháp cũng có ba. Vậy dự lưu dựa vào niềm tin mà chứng đắc được thánh quả dự lưu được gọi là gì? Tính giải thoát. Vậy dự thánh dự lưu dựa vào trí tuệ chứng đắc được thánh quả dự lưu thì được gọi là gì? Kiến đắc. Kiến đắc. Còn vị thánh dự lưu dựa vào chứng đắc thiền định, sau đó triển khai chứng đắc được thánh quả dự lưu được gọi là thần chứng. Như vậy chúng ta có quả dự lưu, thánh quả dự lưu, thánh quả dự lưu. Nó có ba. Nếu dựa vào tính quyền, tính quyền đắc quả dự lưu, thì được gọi là bậc tính giải thoát hay là tính giải. Tính giải thoát đó, tính giải. Còn nếu như dựa vào trí tuệ à, để mà chứng đắc quả dự lưu thì được gọi là bậc kiến đắc. Kiến đắc nó là dùng trí tuệ, nó có tuệ quyền mạnh. Và cái vị này, vị này nếu phải tái sanh lại, chỉ tái sanh lại có một lần mà thôi, nó là một lần mà thôi. Nhưng mà trí tuệ rất là đặc biệt vậy đó. Bởi vì trí tuệ nó có công năng là nó phá vỡ vô minh. Mà vô minh nó chưa, nó là tai hại rồi đó, nó đã là tai hại rồi đó, nhưng mà nó chưa có tai hại lắm nha, cho bằng tà kiến. Bây giờ một người không biết một cái bài kinh, một người không biết một bài kinh nha, cái người đó đã thấy thiệt thòi rồi, đúng không? Đã thấy có những cái bất lợi rồi, đúng không? Có phải chưa? Nhưng mà nó chưa có bất lợi lắm. Nó bất lợi rồi đó, nhưng mà chưa lắm. Hiểu sai bài kinh đó, đó mới là chết. Nó luân hồi nó kéo dài. Trên một dạng thức của vô minh, nó chính là tà kiến. Tà kiến là gì? Tà kiến là hiểu sai, thấy sai. Nó cũng từ dạng vô minh mà ra. Thì ngày Mahasi ví dụ cái vô minh á,
người ta chuyển qua cái tàu chiến, cái một hình ảnh như vậy. Người ta cho một cái con, người ta cho một con lừa, bịt mắt con lừa này bằng cái kiến màu xanh, kiến màu xanh nè. Và con lừa nó bịt, nó đeo cái kiến màu xanh vậy đó, nó nhìn những cọng cỏ vàng khô đó, cỏ khô đó màu vàng đó, và nó nhìn thấy những cái cọng cỏ khô màu vàng đó, rồi nó cho đó là những cái cọng cỏ xanh ngon ngọt mà nó từng ăn, và nó ăn cái đó nó thích thú. Vì cặp kiến, nó cặp kiến màu xanh mà, nó nhìn nó thấy những cái cọng cỏ vàng, cỏ khô đó nó màu xanh, cho nên nó nhìn như vậy, nó cho nó là cái những ngọn cỏ xanh tươi nó ăn. Thì những cỏ, ngọn cỏ xanh tươi á, hay là những cỏ màu vàng nó giống nhau đúng không? Nó chỉ khác có cái màu thôi đó. Mà cái màu bị cái con lừa đó hay con ngựa đó, nó bị bịt cái kính màu xanh đó rồi. Nó nhìn những cọng cỏ đó, nó không nhìn thấy đúng sự thật. Nó nhìn cái cọng cỏ màu vàng, cọng khô đó, nó trở thành là những cỏ non có màu xanh. Đó, cái đó ngày mai suy ví như cái tà kiến từ cái vô minh thôi. Nếu mà vô minh mà không biết cái cọng cỏ, nó đã là một bất lợi rồi, bất lợi lớn rồi. Nhưng cái bất lợi lớn hơn nữa là nhìn cái cọng cỏ vàng úa mà cho nó là cái cọng cỏ tươi xanh, cái đó là nguy hiểm hơn. Quý vị hiểu cái ý nghĩa này không? À, cho nên cái tà kiến nó mở một cấp độ nào khác thì nó chính là cái vô minh. Hay nói cách khác, vô minh nó là biến thể ra, nó trở thành tà kiến. Người nào có nhiều tà kiến rồi đó, dẫy đầy vô minh. Người nào mà có vô minh nhiều thì lập tức có tà kiến nhiều, vậy thôi. Chứ ngoài ra không có gì khác đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái tính quyền mà chứng quả dư lưu sẽ là tính giải thoát. Còn kiến đắc, người có cái trí tuệ nhanh, lẹ và mạnh thì người đó chứng đắc quả dư lưu được gọi là kiến đắc. Còn người tu tập chứng được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, rồi sau đó triển khai thiền quán chứng quả dư lưu, người đó được gọi bậc thân chứng. Thì trong ba hạng này nè, cái hạng kiến đức, hạng mà kiến đắc, tức là cái hạng mà chứng quả dư lưu rồi đó, chứng quả dư lưu rồi đó, mà trong cái kiếp nó không thể chứng hơn nữa, thì cái hạng này chỉ sanh lại dục giới một lần một nữa thôi. Và trong một lần đó đó, vậy đó, chứng quả A-la-hán đi luôn. Cho nên bậc dự này được gọi là bậc Ekapichi. Ekapichi được ngài Tịnh Sự dịch là nhất sinh dự lưu, tức là bậc dự lưu chỉ còn sinh là một lần nữa mà thôi. Do cái tự quyền này mạnh cho nên sinh là một lần là đi luôn, tức là kiếp thứ hai có thể sanh làm chư thiên, rồi tu tập chứng quả A-la-hán đi luôn trong kiếp đó, hoặc có thể quay lại cái kiếp nhân loại này. Nhưng mà rất khó, bởi vì vị thánh dự luôn mà quay lại kiếp nhân loại này làm người nhân loại này, thứ nhất nó phải có những điều kiện sao? Thứ nhất là đã có tiền duyên với một cặp nào đó, trước đây cũng đã ước nguyện sau này con sẽ sinh sống chung với cha mẹ, có nguyện, một cái ước nguyện. Điểm thứ hai, cái cặp được có ước nguyện đó phải là thánh dự lưu, từ thánh dự lưu trở thành. Rồi thánh dự lưu thì có chánh kiến rồi đúng không? Cái người có chánh kiến không thể sanh vào cái dòng tà kiến được. Đã làm có chánh kiến đó mà tái sanh vô dòng cái gia tộc mà đạo Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo rồi, nửa muốn đi tu sức mấy thì cho làm gì cho được, quả rất là bất ngờ bất ổn. Mà vị thánh dự lưu á, khi mà chết là định hướng được cái tâm mà người ta sanh. Vị thánh dự lưu trước khi chết có niệm, khi tái sanh có niệm, cho nên biết mình tái sanh ở chỗ nào và chỗ đó có phù hợp với mình hay không.
mà chỗ đó mà cái mà không bao giờ tái sanh vào cái dòng dõi thấp kém nha, dòng dõi cao sang không à. Để mà cái quả dự lưu nó là như vậy đó. Để khi nào mà mình muốn đi xuất gia rồi nhà ok cho phép, không có gì phải trở ngại đó. Chứ nữa là mình muốn đi tống đánh xuôi kèn mà thổi ngược thì cũng chết luôn, không thể được. Cho nên chỉ là một lần thôi, do cái tuệ quyền mạnh. Cái người mà có định quyền, định quyền mạnh tức là bậc thân chứng đó, bậc thân chứng đó, thân chứng này có thể tái sanh trở lại dục giới từ 2 cho đến 6 lần. Đó là quả là kiếp thứ hai, sau kiếp thứ nhất xong không chứng gì hết, qua kiếp thứ hai tái sanh lại có thể chứng quả là hán thì luôn. Và là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và bậc này chữ Bali gọi là cô lăng cô lá, cô lăng cô lá nó từ hai chữ cô lá gặp nhau. Cô lá, cô lá là nhà, nhà. Cho nên ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch chữ cô lăng cô lá này là bậc gia gia, nhà nhà. Có nhà đi từ nhà này sang nhà khác, từ nhà khác sang nhà khác nữa nè. Mà mỗi nhà như vậy đó là xem như một kiếp sống, một kiếp sống, một cái gì thánh như luôn tái sanh vào cõi người đúng không, vô gia đình của Bà La Môn, một cái họ là Cát Sa Bá chẳng hạn vậy. Có phải là một nhà không, có phải một lần tái sanh không? Trong kiếp này không chứng đắc nữa, không chứng đắc, tái sanh vào kiếp thứ hai cũng vô nhà danh gia dòng tộc, nhà này có cái họ là Pararocha chẳng hạn, lại mang tộc họ Pararocha đúng không, phải không, phải là kiếp thứ hai không, có phải đi từ nhà này sang nhà kia không, rồi kiếp này cũng không chứng đắc nữa, lại mệnh chung tái sanh lên kiếp nữa, đó do trong một gia tộc là Công Đinh Nhá. Công Đinh Nhá là cũng là một họ có tộc họ Bà La Môn, thì có phải đi từ cái nhà có họ Cát Sa Bá sang qua cái nhà của họ Pa Rá Đô Chá không, rồi từ nhà họ Pa Rá Đô Chá sang qua cái nhà của Công Đinh Nhá, có phải đi từ nhà này sang nhà kia không? Và mỗi nhà như vậy, mỗi lần đi như vậy xem như một kiếp sống, nên gọi là cô lăng cô lá, là bậc gia gia đi từ nhà này sang nhà kia, đi 6 lần mà thôi, tới lần thứ 6 rồi là chứng quả A La Hán đi luôn. Cái bậc này là cái bậc là cô lăng cô lá mà hồi nãy có ai nói là có ba bậc đó, và nhớ là nó có ba bậc như vậy. Nhưng đây là cách sanh, còn cách chứng đắc hai cái nó khác nhau, anh phân biệt rõ như vậy. Rồi cái gì mà có cái tính quyền nè, tính giải thoát này, tính giải thoát nè, trong ba cái loại quyền thì tính quyền là tiên khởi nhưng mà lại yếu nhất. Trong năm quyền tính, tấn, niệm, định, tuệ thì tuệ quyền là cái quyền đứng hàng thứ năm, đó là tối thượng cao nhất. Tính quyền khởi đầu là yếu nhất, định quyền nằm ở giữa hết, coi như là sức mạnh trung bình. Vậy mà có sức mạnh trung bình là thân chứng đi từ 2 đến 6 lần, rồi cô lăng cô lá tức là bậc gia gia. Còn đối với vậy mà tính giải thoát, tính giải thoát thì có thể đi tới cái kiếp thứ 7, kiếp thứ 7 không quá kiếp thứ 8 thì chứng quả A La Hán thì luôn, tái sanh vào dục giới tới kiếp thứ 7 thôi A La Hán thì luôn. Cái vị này được gọi là thất sinh dự lưu. Đó, ba cái bậc dự lưu nó là như vậy đó.
Bánh Ni Tá này, Bánh Ni Tá này nó đồng nghĩa với Lokottara. Lokottara nó có ba ý nghĩa. Lokottara là siêu thế đó, nó có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ra khỏi tam giới, hay là ra khỏi thế gian. Gamali của nó là gì? Gamali nó là lô căng. Phá rá đi tí. Lô cô ta ra. Lô cô ta rằng. Thế là đi ra khỏi thế gian là siêu thế gian hay là siêu thế. Nó tự chữ lô cá nó cộng cho tiếp đầu ngữ ú. Tiếp đầu ngữ ú ở đây là nó không có nghĩa gì hết, nó chỉ là một tiếng niệm thôi. Nó cộng cho căn ta rá. Ta rá có nghĩa là đi, đi qua, đi qua thế gian. Đi qua thế gian là siêu thế, đây ý nghĩa thứ nhất. Đi qua thế gian, một cái nghĩa thứ hai cũng tương tự vậy, nhưng mà nó có cái nghĩa mạnh hơn là vượt qua thế gian. Thì nó cũng như vậy thôi, nó có chữ là lô căng út ta rá tí tí lô cua ta rá. Tức là vượt ra ngoài thế gian, vượt ra ngoài thế gian. Thì cái cao này nó xuất phát từ một cái cách giải tự ra là lô cá là thế gian. Nó cộng ú. Ú là ra ngoài, vượt lên trên, ra ngoài. Ú là lên trên, vượt ra ngoài. Lên trên. Hay là ngoài. Nó cộng cho căn tá rá. Tá rá là đi qua, đi qua ra ngoài thế gian, nó gọi là siêu thế. Nó là một ý nghĩa thứ hai của siêu thế. Nghĩa thứ ba của siêu thế là gì? Là thoát khỏi áp bức, thoát khỏi sự áp bức. Khi nói thế gian có nghĩa là cái nơi này nó bị áp bức bởi già chết. Cái thế gian là cái bị áp bức bởi già và chết. Nhớ trong kinh Pháp Cú có câu là như người một đồng lùa từng con bò ra đồng cỏ. Cũng vậy, cái chết, cái già cái chết lùa chúng sanh đi đến chỗ tử vong. Như vậy cái thế gian này là chỉ cho cái già và chết. Và siêu thế gian là vượt ra khỏi cái già và chết, không bị áp bức bởi già và chết nữa. Nó là siêu thế gian, nó là như vậy. Đó là chúng ta giải thích về một số từ ngữ đó là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có đạo và quả nó khác nhau. Đạo nó khác với quả. Để chữ thánh quả cho nó rõ đi. Đạo thì ai cũng biết là thánh đạo rồi. Đạo và quả, đạo cũng là pháp siêu thế, quả cũng là pháp siêu thế, nhưng mà nó có sự khác nhau. Nên sau khi chứng ai học chiêu pháp thì sẽ thấy sau khi chứng đạo xong thì nó sẽ có chứng quả ngay lập tức. Cái quả và đạo này nó không gián đoạn với nhau.
nó không có tách lìa, nghĩa là trong tâm lão đắc, trong tâm lộ đắc đạo, sau khi đắc đạo xong lập tức có quả ngay. Tâm đạo vừa diệt thì tâm quả nó xuất hiện ngay. Cái tâm đạo này nó trợ cho tâm quả này sinh lên bằng cách là vô gián duyên, hoặc là đẳng vô gián duyên. Vô gián có nghĩa là không có kẽ hở, tức là nó không có gián đoạn. Tâm đạo vừa chấm dứt ngay lập tức là tâm quả sanh lên thôi. Cho nên từ cái ý nghĩa này, từ cái hiện tượng này, Đức Phật Ngài nói là pháp bảo có cái đức của pháp bảo là Akaliko, tức là phi thời gian. Rồi mà Ngài Hậu Tông Ngài nói rằng bao giờ đắc quả đắc ngay, bao giờ đắc đạo thì đắc ngay lập tức, không cần chờ. Nhưng mà thật sự này đó, nếu mà ai họ hiểu gì pháp, cái sau khi đắc đạo xong đắc quả ngay lập tức bằng cách vô gián duyên, không đẳng vô gián duyên, nó không có gián đoạn, ừ. Liên tục vậy. Và rõ ràng cái tâm đạo này, xin lỗi, tâm quả này nó là quả của tâm nhân là đạo. Tâm làm nhân là tâm đạo, mà tâm có xuất hiện ra là tâm thánh quả. Như vậy tâm quả là quả của tâm đạo. Cho nên tâm đạo như thế nào thì tâm quả y hệt như thế đó. Và khi mà cái cấu trúc của tâm quả như thế nào rồi đó, thì không có một cái mãnh lực nào có thể thay đổi cấu trúc đó, không thể thay đổi được. Cho nên chính cái điều này đã dẫn ra một cái trường hợp là cái lộ mà nhập thánh quả, nhập thiền quả đó, nhập thiền quả đó. Cái gì mà nhập thiền quả đó là trước tiên vậy đó phải chứng thiền định. Thiền định, chứng thiền định trước, sau khi đó vậy đó mới xả thiền định này ra, dùng thiền định này mới quán minh sát, tu tập minh sát, đó là tu tập thiền quán. Cho nên trong tương ưng kinh hoặc là phẩm tương ưng quẩn cũng có, hoặc là phẩm tương ưng sám xứ cũng có, Đức Phật dạy là này các tỳ cô hãy tu tập thiền định. Người có thiền định thì thấy như thật, gọi là như thật tri kiến, à, giá tha phu tăng. Nhờ có thiền định thì thấy ngũ uẩn gì như thật, nó không có gì sai sát. Cái thấy như thật là thấy gì? Thấy vô thường, khổ, vô ngã, nó nằm rõ như vậy. Cho nên không có bao giờ chấp nhận có một bản ngã, không bao giờ chấp nhận. Trong tương ưng quẩn cũng có, tương ưng sáu xứ cũng có, Đức Phật này các tỳ kheo hãy tu thiền định. Người có thiền định, người đó sẽ có như thật tri kiến, có nghĩa là thấy và biết đúng như thật. Đúng như thật, tức là thấy được nó là vô thường, khổ, vô ngã, nó đúng như thật này, nó không có gì là sai khác. Và nhờ thấy như vậy thì không có mang một cái bản ngã nằm trong đó, sẽ không có cái là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi. Tức là thấy như thật rồi thì không có cái này là của tôi nữa. Mấy của tôi thấy đó mất nó, thấy đó mất nó, thì cái gì là của tôi đâu. Tức là diệt trừ đi cái ngã mạn. Ngã mạn, cái này là của tôi là chỉ cho cái ngã mạn. Cái mà tốt đẹp nhất đó, cái mà tốt đẹp nhất mà mình tự hào đó, nó có tồn tại không? Nó bị vô thường, nó có tồn tại không? Không tồn tại là tự hào cái gì? Trước đây tôi có viên ngọc đúng không? Mới 5 phút sau viên ngọc người ta lấy mất tiêu rồi, còn có tự hào mình có viên ngọc được không? Quý vị hiểu chỗ này không? Nè, nhưng cái pháp danh sắc nó luôn luôn nó sinh diệt như vậy thì người ta không có tự hào, dù cho cái danh sắc nó tốt, người đó cũng không tự hào. Bởi vì
nó mới vừa thấy đó là nó tốt, đó là mất liền, tốt nó mất liền, thì lấy gì mà tự hào nữa. Có hiểu chỗ này không? Rồi, cái này là tôi thì chỉ cho ái. Người ta dính mắc, người ta có ái, người ta thích thú, người ta hân hoan, bởi vì ta nghĩ rằng nó tồn tại, nghĩ rằng nó thường tồn. Nhưng mà với cái tri kiến như thật là thấy danh sắc này có đó, mất nó, có nó, mất nó, thì đâu có gì mà gọi là trường tồn đâu để mà dính mắc nữa. Người ta yêu thích một viên ngọc bởi vì ta thấy viên ngọc nó còn hoài, đúng không? Người ta trang điểm đi đám cưới rồi đeo vô như kim cương 20 ly, đeo cũng xệ lỗ tai luôn. Người ta thích thú nó, người ta nghĩ là nó còn. Nhưng mà một người nào mà có viên kim cương 20 ly mình để hơ hỏng bị trộm lấy mất rồi, thì bây giờ có còn nghĩ rằng yêu thích nó nữa không? Yêu thích nó cũng chẳng là có tác dụng gì hết, nó bị mất rồi. Cho nên cái này là tôi là chỉ cho ái, còn cái này là bản ngã của tôi, nó chỉ cho tà kiến. Cho dù rằng người đó trước đây nghĩ rằng sắc là tôi, thọ là tôi, hành là tôi, tưởng là tôi, thức là tôi, nhưng mà giới như thật tri kiến thấy rõ ràng cái sắc này nó có thay đổi không, thọ tưởng hành thức này có thay đổi không, cái nó thay đổi nó có trường tồn không? Cho rằng bản ngã thì phải cho rằng nó trường tồn, nó còn hoài, nó luôn luôn là như vậy. Nhưng mà rõ ràng rằng thấy sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn sinh diệt, nó không có cái gì gọi là trường tồn. Thì nếu có cái ngã chăng nữa, cái ngã này cũng bị thay đổi, đúng không? Cái ngã bị thay đổi thì nó không phải là một cái ngã mà họ nghĩ cũng đúng rồi, nó loại trừ được cái bản ngã chỗ đó. Cho nên nó ba cái này ở trong bài kinh sớ giải về kinh vô ngã tướng kinh, cái bài kinh thứ hai trong cái suốt cuộc đời Hoằng Pháp của Thế Tôn. Suốt cuộc đời Hoằng Pháp của Thế Tôn, cái bài kinh thứ nhất là bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh thứ hai là bài kinh vô ngã tướng kinh, và bài kinh thứ ba để mà gọi là nổi tiếng luôn đó, đó là bài kinh Thế Gian Bị Hoại Bằng Lửa. Bài kinh này để tế độ 1000 vị tỳ khô Uruvela Kassapa chứng quả A La Hán, tức là thế gian là lửa. Nó là ba bài kinh đầu tiên, rồi từ đó về sau nhiều cái bài kinh khác luôn. Còn cái bài kinh, nếu bài kinh Anuruddha Katha, tức là tuần tự pháp này, nó chỉ là cái tiêu đề để giới thiệu cho tứ diệu đế. Bài kinh Anuruddha Katha này, tức Phật tuần tự pháp đó, Đức Phật thuyết về bố thí, Đức Phật thuyết về trì giới, Đức Phật thuyết về các cảnh trời, Đức Phật thuyết về những nguy hại của ngũ dục, rồi Đức Phật ngài thuyết ra cái sự ra khỏi năm dục này. Để chi? Để dọn tâm cho nó trong sạch. Tiếp khi mà tâm nó được thoát khỏi những ô nhiễm này, Đức Phật ngài tiếp ngài thuyết về bài kinh Tứ Diệu Đế để mà dẫn dắt người ta chứng đắc đạo quả A La Hán. Bài kinh này Đức Phật ngài thuyết cho ngài Gia Xá, cha mẹ của ngài Gia Xá, vợ con của ngài Gia Xá. Sau đó ngài thuyết thành Tứ Diệu Đế, những gì này chứng đắc từ quả Dư Lưu trở lên A La Hán. Những cái này là chỉ là tiền đề để cho Tứ Diệu Đế mà thôi. Còn chính thức dẫn tới A La Hán là ba những bài kinh, nó là bài kinh giải về lửa, đúng là như vậy. Khi mà vị có thiền định, sau khi xuất ra khỏi thiền định, vị đó tu tập minh sát, chứng đắc đạo quả, vị đó được gọi là bậc thần chứng. Và
vì có thiền định trước cho nên vị đó có thể nhập thiền quả. Như vậy chúng ta thấy là thiền quả là nhập vào nội thiền, tâm bắt lấy cảnh niết bàn, cảnh niết bàn, người cảnh vô vi. Khi nhập vô thiền định mà tâm bắt cảnh niết bàn thì được gọi là thiền quả. Còn những nhập vô thiền định mà tâm bắt cảnh chế định như là đất, nước, lửa, gió, hư không rồi v.v. thì gọi là thiền định thông thường. Rồi vị thánh nhập vô thiền quả có nghĩa là cái tâm đó bắt cảnh niết bàn thì phải là vậy, đó chứng đắc thiền trước khi chứng đắc đạo quả. Mà chúng ta thấy rằng đây là tâm đạo, rồi sau này là tâm thánh quả, đúng không? Nếu vậy đó trước đây chứng đắc là sơ thiền, sơ thiền thì tâm đạo này có phải là tâm đạo sơ thiền không? Phải không? Tâm đạo sơ thiền chuyển qua đây là tâm quả sơ thiền, đúng không? Tâm quả sơ thiền, đúng không? Đúng chưa? Và nên nhớ rằng cấu trúc của một tâm thánh quả không bao giờ bị thay đổi được, không bao giờ bị thay đổi được. Thì trường hợp này có thể xảy ra, cái vị đó trước khi chứng sơ quả sơ thiền này chứng sơ thiền, sau đó triển khai chứng đắc được sơ quả, đúng không? Thì cái tâm này gọi là sơ quả sơ thiền, đúng không? Sau đó cái vị thánh dự lưu này, bây giờ thánh dự lưu chưa? Bây giờ cái này là thánh dự lưu chưa? Đã thánh dự lưu rồi thì sau đó cái vị này mới tu tập chứng đắc được nhị thiền hoặc là tam thiền chẳng hạn. Rồi vị này nhập vô cái thiền quả, thiền quả vậy thì vị này có thể nhập được là sơ quả nhị thiền được không? Nếu chứng đắc được nhị thiền rồi, vậy này có thể nhập vô sơ quả nhị thiền được không? Tức là ở đây vậy nó trước đây chứng được sơ thiền rồi, đúng không? Xả sơ thiền ra, đúng không? Rồi triển khai pháp quán chứng được thánh quả dự lưu, đúng không? Thì thánh quả dự lưu này là sơ quả sơ thiền, đúng không? Sau đó vậy đó tu tập thiền chỉ chứng đắc được nhị thiền tam thiền, được không? Trường hợp này có thể xảy ra không? Rồi vậy đó nhập lại thiền quả thì vậy này nhập được cái thiền quả là sơ quả nhị thiền, được không? Được không? Tại sao không? Bởi vì nếu như vậy đó nhập được cái sơ quả nhị thiền, sơ quả nhị thiền mà nhị thiền, nhị thiền thì mất tầm, đúng không? Nhị thiền thì mất tầm, đúng không? Sao nhị thiền mất tầm, đúng không? À, mà nếu như cái sơ quả này là sơ quả nhị thiền, vậy trong sơ quả này mất tầm, đúng không? Phải không? Cái tâm sơ quả mà mất tầm mới gọi là sơ quả nhị thiền, đúng không? Nhưng mà trước nói vậy đó chưa có tâm này, chỉ có tâm sơ quả sơ thiền mà thôi. Trong sơ quả sơ thiền này có tầm tứ hỷ lạc định, đúng không? Mới có năm chi thiền, đúng không? Năm chi thiền này là của sơ thiền mà. Bây giờ mà đây là thánh quả, không có một mãnh lực nào có thể thay đổi cấu trúc của nó được, không thể. Bây giờ vậy đó nhập được sơ quả nhị thiền thì cái sơ quả này nó mất tầm, đúng không? Đúng không? Mà mất tầm như vậy thì cái mãnh lực nào cắt bỏ chi tầm của sơ thiền, của sơ quả để cho cái sơ quả nhị thiền đây? Nó không có mãnh lực nào nữa hả? Cho nên dù gia vị này có chứng đắc nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến ngũ thiền chăng nữa, khi nhập lại thiền quả cũng vẫn cứ là sơ quả sơ thiền mà thôi, không thể bỏ được. Bởi vì không ai thay đổi cái cấu trúc của cái tâm thánh quả nữa. Tâm thánh quả này nó sẽ theo cho đến nó tự diệt mà thôi. Khi nào nó tự diệt? Khi vậy đó đi lên cao, cái này nó tự diệt. Khi cái tâm thánh quả này, tâm sơ quả này nó diệt mất,
khi vị đó chứng đắc được nhị đạo, đúng không? Có tâm nhị quả thì nó mới hết, đúng không? Chứ không ai làm cho nó hết được, không ai làm, không có mãnh lực nào làm cho nó hết được hết, thì không có mãnh lực nào làm thay đổi cấu trúc trong đó hết. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên vô một cái vị phàm nhân trước đó tu tập thiền định, chứng được sơ định, sau khi xả sơ định ra triển khai pháp minh sát, chứng được sơ quả, đó là sơ đạo đó, thì đó được quyền nhập vô là thiền quả, là sơ quả sơ định, đúng không? Rồi tiếp tục kỳ đó tu chứng đắc được nhị đạo, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng khi nhập cái thiền quả, nếu mà nhập không phải là nhập thiền định, nhập thiền định bình thường không phải nhập thiền quả đó, vậy đó có thể nhập đến trạng thái tứ thiền được. Nó bắt cảnh hiệp thế thì không sao cả. Nhưng khi bắt cảnh siêu thế phải dùng cái tâm quả, mà tâm quả này tâm quả của sơ thiền, thì nhập lại thiền quả cũng chỉ là sơ quả sơ thiền mà thôi, không thể nhập lên sơ quả tứ thiền được. Bởi vì khi mà nhập lên sơ quả tứ thiền thì mất tầm tứ hỷ, đúng không? Tứ thiền phải mất tầm tứ hỷ không? Mà đâu có thể tự nhiên mất được cái mãnh lực nào mà cắt đứt được, không có mãnh lực nào mà cắt đứt được. Cho nên thánh quả có cái đặc biệt như vậy, cho nên chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này nó là như vậy. Thì trong cái bốn cái thánh quả này chúng ta có lần lượt là thánh quả dự lưu, rồi thánh quả nhất lai, rồi thánh quả bất lai, là thánh quả A-la-hán. Đây là cách tổng quát để chúng ta nhận định. Tuy nhiên trong Tăng Chi Kinh chương 4 pháp có những cách phân tích như sau. Thì có 4 hạng sa môn. Trong 4 hạng sa môn này, Đức Phật Ngài cũng giảng trong vào lúc Ngài sắp sửa biên tịch. Ngài giảng cho du sĩ Phất Đá là người học trò cuối cùng của Ngài. Và theo bản sớ giải thì ông du sĩ Phất Đá này, sau khi hỏi pháp Thế Tôn xong, ông bước ra khu rừng Sa La, ông hành thiền, và ngay trong lúc đó, trong thời gian ngắn đó, ông chứng quả A-la-hán, trở vô đảnh lễ Thế Tôn. Trong cái tiền nghiệp đó, ổng tiền thân của cái vị Xuất Phát Đá này và tiền thân của Ngài Kiều Trần Như là hai anh em cùng làm chung một cái ruộng lúa Sali. Thì người em nghe pháp của Đức Phật Ca-sa-pa vô cùng hoan hỷ, mới về nói với người anh mình á, nói thôi bây giờ đó, em nghe pháp của Đức Phật Đức Thế Tôn rồi, bây giờ mình gặt cái lúa đang trổ sữa đồng đồng, lúa mà đang trổ sữa đồng đồng nên sắp sửa nó chín á, để cúng dường lên Đức Phật đi. Nhưng người anh nó không được, trời ơi, vậy là phí lắm, trời ơi. Lúa đang trổ sữa đồng đồng nữa, sắp sửa khô nữa, trở thành những hạt gạo chắc mà dùng đấy mà cúng dường bao nhiêu, không chịu. Thì người em nói vậy, nếu anh không chịu thì mình chia đôi ruộng đi, ruộng của anh giữ, ruộng của em làm. Người anh đồng ý. Thì người em mới lấy cái ruộng, cái phần ruộng của mình á, cắt ra, lấy cái sữa non á, sữa lúa đó, làm cúng dường lên Đức Phật Ca-sa-pa. Thì khi cúng dường xong, với năng lực của Đức Phật Ca-sa-pa, thì cái ruộng nó trở lại như cũ. Ông thấy là hoan hỷ về cái phật lực đó. Rồi bắt đầu đi gặt lúa cũng cúng dường, rồi đem lúa trở về cũng cúng dường, rồi dê lúa đó, đập xong rồi dê lúa đó. Vê lúa chứ biết chưa, vê lúa không, đấy là chữ kỹ thuật á,
là có một cái quạt máy, đây có quạt máy rồi cái rải xuống cái lúa nào mà nó lép nó bị gió nổi ra đó. Rồi cũng cúng dường Đức Phật. Rồi đổ lúa trong kho cũng cúng dường Đức Phật. Rồi làm cho đầy kho cũng cúng dường như vậy. Cho nên cúng dường trái cây đầu mùa. Cho nên cái quả này giúp cho ngài Kiều Trần Như chứng quả thánh quả đầu tiên trong giáo pháp. Còn cái vị kia đợi làm xong xuôi rồi đó là mới đi cúng dường, cho nên cuối cùng cũng còn mai đó, mai là cuối cùng. Và trong bản sớ giải đó, sau khi mà chứng xong á thì cái vị xuống đá này ngồi dưới chân Đức Phật đó, báo rằng bảo Đức con đã phục vụ Đức Thế Tôn. Thế Tôn ta biết rồi. Và lúc đó ngài cũng sắp sửa biên tịch rồi, thì ông xuống đá này viên tịch sao Đức Thế Tôn chút xíu thôi, cũng trong cái đêm đó luôn. Cho nên chúng ta cũng ít gặp cái tên vị này. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy ông xuống đá rằng này du sĩ xuống đá, cái giáo pháp nào đó mà không có bát chánh đạo, giáo pháp nó không có sa môn bốn bậc. Này xuống đá, giáo pháp này có bát chánh đạo, giáo pháp nó này có sa môn bốn bậc. Đây là sa môn bốn bậc đó. Tức là bốn hạng sa môn. Sa môn thứ nhất là sa môn bất động. Bất động. Sa môn bất động là Samana, Machala. Ở trong đó sửa lại là đánh rời ra không đúng, đánh dính sát liền nhau. Samana, Machala. Machala là không có rung động nhưng mà đánh sát liền nhau, đó là sa môn bất động. Và sa môn bất động này là vậy đó, niềm tin bất động trước ba ân đức. Thứ hai nữa, bất động này là năm giới không vi phạm. Năm giới không vi phạm. Mà trong kinh Maha Parinibbana, Đức Phật dạy rằng nếu một vị cư sĩ thấy mình có đầy đủ bốn pháp này, tức là niềm tin ân nói với ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, bất động và năm giới không vi phạm, nếu muốn vị đó có thể tự cho mình là bậc dự lưu, có thể nha. Gọi thế rõ như vậy, gọi là bất động. Nhưng mà ít ai tự cho lắm, năm giới không vi phạm. Bây giờ mình nhìn thấy ông nào mà nói dối như rươi vậy ta, nói dối chuyện không nói có, chuyện có nói không, chuyện trắng nói đen, chuyện đen nói trắng, chuyện ít nói cho nhiều, chuyện nhiều nói cho ít, rồi xuyên tạc giáo pháp này kia, chắc chắn không phải bậc gì luôn. Chẳng qua là một người già lớn tuổi mà đầu óc rỗng rang, không có gì hết. Không có gì phải đáng sợ hết, không có gì đáng sợ hết, chắc chắn như vậy. Bởi vì đối với những cái vị mà chứng quả dư lưu rồi thì không bao giờ nói sai pháp là một, không bao giờ có niềm bất kính với Phật Pháp Tăng là hai. Đã không bất kính với Phật Pháp Tăng có nghĩa là không xuyên tạc, không vu khống pháp, không vu khống, vu khống Đức Phật. Mà cái người mà vu khống Đức Phật vậy chắc chắn là phàm nhân, chẳng qua là ông tu lâu năm có thế thôi, ngoài ra không có gì cả. Rồi không có nói dối, không có xuyên tạc, không có nói, không có trắng nó đen, đen nó trắng, không có lừa mị, không có lừa đảo, sống rất nghiêm túc. Đây là bốn dự lưu chi phần, đây là cái bốn cái pháp gọi là pháp kính, pháp gương ở trong bài kinh Mahaparinibbana, tức là đại bát niết bàn.
Thật sự là bài kinh này gọi là Đại Viên Tịch. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là Maha, là đại là dịch rồi. Bát Ý Niết Bàn Á, ngài âm ra là Bát Niết Bàn. Cho nên đọc cái kinh Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là có 8 cái niết bàn lớn. Nghĩa là mới là một cái điều lại là nhức đầu nhức nảy nữa, chứ không phải không đâu. Nghĩa là tiếng Việt mà pha tiếng Hán vô trọng á, nó trở thành là Hán rộng luôn á. Rất là ghê, ghê lắm. Cho nên cũng là phải nhớ nha. Đó là sa môn này gọi là sa môn bất động. Thứ hai nữa là sa môn sen trắng. Sa môn sen trắng, chữ Pali gọi là Samana Buddhadika. Ở trong đó cái người đánh máy đánh rời ra, trong cái sửa lại đánh dính vô không có rời ra, đó là sa môn sen trắng. Cái bậc thứ ba là sa môn sen hồng. Là Samana Banuma. Banuma là sen hồng. Uppala là sen xanh. Mà Uppala có nghĩa là bông súng rồi đó. Chữ Uppala. Biết cái chữ này không? Nhớ chữ này không? Cái vị thánh A La Hán đệ nhất thần thông tên gì? Uppala Vanna. Cái thêm cho chữ Vanna thôi, Vanna là màu da. Vanna màu da. Màu da da như bông sen. Nhưng mà Uppala là bông sen xanh. Bông sen xanh mà nó đậm lên thì là màu xanh đậm lên thành là màu đen. Cho nên bà Uppala Vanna này nước da không có trắng mà nước da đen đen, ta gọi là ngâm qua dâu á. Nước da của những người Bombay đó, mấy cô gái Bombay đẹp lắm nha, rất đẹp. Thường thường hoa hậu xuất phát từ Bombay á, rất là xinh đẹp. Bombay ngày xưa là một cái nơi gọi là sản xuất mỹ nhân á. Cái thứ Bombay ngày xưa gọi là Mata. Bà hoàng hậu Khushati cũng xứ Mát Đa, mẹ của Bồ Tát Vaisantara cũng xứ Mát Đa. Bà Kapilani trong hiện kiếp này là bà bạn của ngài Maha Kassapa, cũng người xứ Mát Đa. Bà lúc đó 70 mấy tuổi mà xem giống như là một con gái 30 tuổi thôi, đẹp đến mức độ vậy đó. Còn ngài Kassapa 75 tuổi giống như một thanh niên còn trẻ 30 tuổi 20 tuổi. Cho nên này ngài có tên gọi là Biết Phá Lý Má Đá Quá, thanh niên Biết Phá Lý. Biết Phá Lý là tên tộc, còn Cá Sa Bá là họ của ngài mà thôi. Uppala Vanna có nghĩa là cái người có màu da như bông sen xanh. Uppala là bông sen xanh. Banu Má là bông sen hồng. Đây là cái sa môn sen hồng. Và thứ ba nữa là sa môn tinh luyện. Là Samana Sukuma. Sukuma lá là sa môn tinh luyện. Trong một bản sứ giải thì giải thích rằng sa môn sen, sa môn bất động, sa môn bất động là bậc thánh hữu học. Đúng không? Bậc thánh hữu học.
không có bậc thánh hữu học nào mà không có niềm tin tuyệt đối vào Đức Thế Tôn cả. Không bao giờ đó. Bởi vì đã chứng đắc rồi, ngay cả bậc Dự Lưu đã còn có niềm tin ơn Đức Phật Pháp Tăng bất động rồi mà, thì không có bậc thánh cái hữu học nào mà có niềm tin thối chuyển đối với cái ân đức tam bảo. Tuy nhiên nó có một điều như vậy, gọi là cái vị đó tin vào Đức Thế Tôn phải không? Có phải những vị bậc thánh hữu học tin vào Đức Thế Tôn không? Phải không? Không. Không. Nha. Yeah. Đây là một cái điểm rất là tuyệt vời trong này. Yeah. Có lần nọ thì Đức Thế Tôn hỏi ngài Xá Lợi Phất này, này Xá Lợi Phất, bây giờ Như Lai nói ông còn tin không? Bạch Thế Tôn, hiện nay đó con sẽ không đi theo niềm tin của Đức Thế Tôn. Yeah. Đức Thế Tôn hỏi sao vậy? Bạch Thế Tôn, con đi theo niềm tin với những gì con chứng đắc. Những gì con chứng đắc được con đi theo cái niềm tin đó đó. Đức Thế Tôn nói mà sau khi mà con đã chứng đắc cái điều đó là con sẽ tin. Con tin cái điều con chứng đắc, chứ không phải con đi theo niềm tin Đức Thế Tôn. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Có nghĩa là khi Đức Thế Tôn nói ra mà vị đó đã chứng đắc rồi thì vị đó mới tin. Nếu chưa chứng đắc vậy đó chưa tin. Không ai nghi ngờ nhưng mà sẽ không tin. Phải chứng đắc. Cũng vậy. Cho nên Đức Phật ngài nói cái vị mà chứng đắc Dự Lưu rồi đó là sống tự mình không nương nhờ người khác. Trong kinh văn nó nói như vậy, nghĩa là tự mình sống nương nhờ chính mình rồi, không có nương nhờ người khác nữa hết. Bởi vì cái con đường mình đi mình đã biết rồi đúng không? Không cần ai chỉ nữa hết, con đường đó mình đi rồi, cứ tiếp tục đi con đường đó, cứ tiếp tục đi con đường đó mình sẽ tới những cái chuyện gì giữa mình muốn thôi. Không có tin đâu những người khác. Còn phàm nhân chúng ta bắt buộc phải tin đúng không? Quý vị hiểu chỗ này không? Phàm nhân bắt buộc phải tin. Tin rồi đó, khi mà chứng đắc rồi thì cái niềm tin này nó còn tin vào cái đó nữa không, hay là mình đã tin vào sự chứng đắc của mình? Giờ quý vị chưa có chứng đắc Dự Lưu đúng không, thì trong khi hành Vipassana cũng có thể là lưỡng lự phân vân đúng không, không biết đúng hay sai, mình hành đúng hay sai đúng không, mới hỏi vị thiền sư. Vị thiền sư nói ok vậy là tốt đó con, làm tin đúng không, mình thực hành theo. Nhưng mà tới khi mà quý vị chứng đắc rồi có còn hỏi gì thì khu vậy ra thiền sư con hành vậy là đúng hay sai nữa không? Quý vị chứng đắc rồi quý vị còn có hỏi gì thiền sư con hành như vậy là đúng hay sai nữa hay không? Chắc rồi. Cho nên Đức Phật nói là cái người đó sống tự mình không nương nhờ vào người khác ở chỗ này, và chỉ việc mà chứng đắc nó chỉ các vị đó phải tự mình mà đi thôi, người ta không có dẫn đi được nữa, người ta chỉ đường đi thôi. Muốn tới tiệm thuốc tây đó hả? À đây đây con đường này đi tới quẹo nè, tự đi cho người ta đem tiệm thuốc tây tới cho mình nữa, không có đâu. Quý vị hiểu chỗ này không? Mà đi được rồi thì còn hỏi đường người ta nữa không? Tới tiệm mua thuốc rồi uống hết bệnh rồi còn hỏi ta hỏi con đường đi tới nữa không? Nên cho nên cái những vị thánh Dự Lưu này hay những vị thánh hộ học này, cái niềm tin đặt vào ân đức Phật Pháp Tăng thật sự, nhưng cái niềm tin đó vị đó đã chứng đắc chứ không phải do nghe nữa. Có hiểu chỗ này không? Quán xét thấy rõ chẳng chứng đắc nữa các bạn. Đó là chúng ta nó bất động các bạn. Rồi. À vậy Sa môn Sen Tấn là chỉ cho thánh A La Hán. Thánh A La Hán. Thánh A La Hán mà vậy này là tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát là vậy này, diệt trừ được vô minh, chứng nợ quả A-la-hán, giải thoát là thôi. Không có thiền. Như trường hợp của ông Cấp Cô Độc cũng được gọi là tuệ giải thoát. Tại vì ông không có thiền, ông không thiền, ông nhập được thiền quả, không nhập thiền quả. Có những vị thánh A-la-hán thời Đức Phật không nhập vô thiền quả, không thi triển pháp thượng nhân, không là gì hết. Cứ đi bán sống ai cho thì tốt, ai không cho thì ráng chịu, vậy thôi. Ngài không có thiền, không có thi triển một thân quá ra nhiều thân quá ra một thân, không có thi triển tay trái rồi mặt trời, tay phải rồi mặt trăng, không có độn vô đất, độn vô nước gì hết, mà không có thiền. Vị thánh Sen Hồng, vị thánh Sen Hồng là vị thánh A La Hán có thiền,
có thần thông. Trong thời Đức Phật có nhiều vị có rất nhiều thần thông, như là Sa Di Su Ma Ná chẳng hạn, vậy dùng thần thông bay lên lấy nước hồ A Nô Tát Tá rồi chẳng hạn. Có những vị thánh A La Hán không có thần thông. Rồi xin hỏi quý vị, với ngài A Sa Chí thầy của ngài Xá Lợi Phất đó, là A La Hán gì? A La Hán sen hồng hay là sen trắng? Ngài A Sa Chí là A La Hán sen trắng nha. Ngài không có pháp thần thông, nhưng mà ngài là A La Hán tuệ giải thoát, không có thần thông. Vậy là chúng ta nhớ vậy đó. Rồi Sa Môn tinh luyện, là những vị Sa Môn A La Hán thường được yêu cầu nhận tứ bốn món vật dụng. Sa Môn tinh luyện là vị A Thánh A La Hán thường được yêu cầu nhận bốn món vật dụng. Mà nhận người ta vui nữa, chứ không phải nhận người ta buồn nữa. Ta cầu mong mình nhận nữa. Quý vị làm sao kiếm được cái này đây? Kiếm được là A La Hán Sukuma tinh luyện. Và trong bản sứ giải Sa Môn tinh luyện chỉ cho Đức Phật. Đức Phật là người mà được Phật tử thường van nài nhận tứ sự. Sa Môn tinh luyện. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Trước mắt á, là chúng ta một bản sẽ giải khác giải thích là Sa Môn bất động này muốn chỉ cho bậc Dự Lô. Bậc Dự Lô. Sa Môn sen trắng này chỉ cho bậc Nhất Lai. Sa Môn môn sen hồng này là chỉ cho bậc Bất Lai. Là Sa Môn bất động này, cái Sa Môn tinh luyện này chỉ là bậc A La Hán. Thì trước mắt thì chúng ta phải phá vỡ cái chốt đầu tiên của cái dòng Sa Môn này trước. Có phá vỡ được thì chúng ta đặt chân vô trong cái chân đứng trong giáo pháp này. Tức là cái người mà có chân đứng trong giáo pháp này là bậc Sa Môn Dự Lưu. Cái người nào chưa có chứng quả Dự Lô xem như đứng ở ngoài dòng giáo pháp này, chúng ta mới tiếp cận thôi. Như đại khái là những ai, cho dù vị nó thuộc lòng tam tạng, cho dù là thuộc lòng tam tạng mà chưa chứng quả một thánh quả Dự Lô, xem như đứng kề cận cái dòng đài này thôi, chưa bước vô dòng đài này, chưa có chân đứng ở trong cái giáo pháp này. Cho nên chúng ta thấy cái muốn đứng trong cái giáo pháp này á, là chúng ta phải có bốn cái gọi là bốn chi phần. Cái bất động như tam bảo, bất động tam bảo, năm giới không vi phạm, đây là cái thành quả. Thành quả, nó là thành quả, nó là giống như là một cái chứng chỉ hay là một cách bằng cấp chứng nhận là bị đó đã thành tựu rồi. Còn cái trên của đường đi, cái đường đi thì vô trên của đường đi này có gọi là có muốn thành tựu cái bậc Dự Lô này phải có bốn Dự Lô chi phần, bốn Dự Lô chi phần. Thành tựu bậc Dự Lô rồi thì mới có cơ hội thành tựu bậc Chất Lai, thành tựu bậc Bất Lai, thành tựu bậc A La Hán. Cho nên cái ngưỡng cửa này là cái ngưỡng cửa đầu tiên nhưng mà rất là quan trọng, rất quan trọng. Nó giống như là cái người mà róc một cái thanh tre vậy, mà cái mắt đầu tiên là mắt khó róc nhất. Róc được cái mắt đầu tiên thì ba mắt sau sẽ đi rất là dễ dàng. Như thế nào cũng vậy. Những ai mà cái thường róc tre thấy cái mắt đầu tiên nó khó khăn, nhưng mà thông được cái mắt đó rồi mấy mắt sau đi rất là gọn, đi rất là nó là như vậy. Cho nên trước tiên giờ chúng ta sẽ bàn về cái cách để mà chứng đắc quả Dự Lô.
trong cái phẩm tương ưng dự lưu, hình như là tương ưng phẩm năm, thập năm tương dự lưu, thì ngài Đức Phật ngài hỏi ngài Sa-la-phất là thế nào là dự lưu chư phần, thì ngài Sa-la-phất nói là bà Tứ Tôn, dự lưu chư phần có bốn, lưu chư phần có bốn. Thứ nhất là thân cận bậc chân nhân. Thứ hai là nghe nhiều pháp. Thứ ba là khéo tác ý. Thứ tư là thực hành hành pháp tùy pháp. Điều này cho chúng ta thấy là thân cận bậc thân nhân, nghe diệu pháp, khéo tác ý, ba cái phần này nó thuộc về pháp học. Thực hành pháp và tùy pháp thuộc về là pháp hành. Cho nên nói rằng một vị thuộc lòng tam tạng mà không hành pháp, vị đó vẫn cứ là phàm nhân đứng bên ngoài. Tuy nhiên ở một đẳng cấp nó cũng đáng kính trọng, đáng tôn trọng rồi, chứ không phải ở đâu. Về cái nỗ lực của vị đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như vị đó không thực hành pháp thì vẫn cứ là phàm nhân đứng ngoài dòng cái giáo pháp này, chứ không đứng ra. Chúng ta mới lưu ý những cái điểm rất là vi tế như vậy, chứ không phải là ùng mình tin theo. Tin là một việc, nhưng mà cái mà chúng ta thẩm định cái giá trị là một việc khác, đó là hai cái. Nhưng là cái bậc, cái như là thân cận bậc chân nhân này, bậc chân nhân này trước tiên cũng phải là đức chánh giác. Đức chánh giác tức là khi mà hồi Đức Phật còn tại tiền á, những vị tỳ khưu nào mà có cái thắc mắc nữa tới hỏi Đức Phật. Đức Phật quán xét cái chuyên tiền duyên của vị này xong, chỉ ra một pháp môn, vị đó thực hành xong chứng đắc ngay lập tức. Thân cận cái bậc chân nhân trước tiên phải kể là bậc chánh đẳng giác. Tiếp theo nữa là gì? Thượng thủ tinh văn. Thủ tinh văn. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là A La Hán, tuệ phân tích. Ba vị này khi mà chúng ta gặp được, thân cận được là số một. Số một. Yeah. Không còn gì phải bàn cãi nữa hết trơn á. Bởi vì vị A La Hán tuệ phân tích là biết ngay những cái vấn đề chúng ta hỏi và giải thích rất là rõ ràng. Tiếp theo nữa những vị còn lại nha. Yeah. Tức là kể từ thánh vị A La Hán trở xuống cho đến bậc là bậc thánh dự lưu. Thánh dự lưu. Thì những vị này được kể là bậc chân nhân. Bậc chân nhân. Nghe như vậy đó có thể là mình thân cận với bậc dự lưu, dự lưu đi theo cái đường lướng của vị đó. Thí dụ bậc dự lưu là bậc mà có cái định quyền, mà mình là có cái năng nổ về cái tính quyền chẳng hạn vậy. Nhiều khi vậy đó dạy những cái cách hành thiền của vị đó, nhưng đối với mình nó sẽ không thích hợp. Nó cũng có trường hợp này xảy ra. Tuy nhiên vị đó là bậc chân nhân. Yeah. Nếu như mình bỏ của mình theo của vị đó thì cũng có khả năng. Yeah. Nhưng mà nó khó khăn chút xíu thôi. Yeah. Tiếp theo nữa là bậc thông tam tạng. Không tâm bạn cộng với có pháp hành. Quý vị nhớ những vị thiền sư miến luyện, không có vị nào không giỏi pháp học hết. Vị nào cũng rất giỏi pháp học, chứ không phải cỡ lơ mơ Việt Nam mình đâu. Cỡ mình là bèo mà sống bèo tắm nữa, chứ không phải bèo to nữa, rẻ rề. Những vị thiền sư như ngài Sư Minh, ngài Sư Lát Đa, Ngũ Ban Di Ta, ngài Pa Ao, Thamadicho chẳng hạn vậy,
những gì đó rất giỏi pháp học, rất giỏi, chứ không phải thiền sư Việt Nam mình á. Luyện Thái Cực Quyền cũng là thiền sư, chơi uống nước trà cũng là trà đạo, chơi nô bộ cũng là thiền, có tập yoga cũng là thiền, phải. Những vị thiền sư cũng xưng là thiền sư vậy đó, nhưng mà thiền sư của Miến Điện rất giỏi pháp học luôn cả pháp hành. Những ngày Ba Ao thì khỏi nói rồi, hiện nay đang nổi tiếng này. Ngày Mahasi chủ tọa của cái tập Tam Tạng lần thứ 6 mở cái thiền viện Mahasi, một lần mở khóa khoảng không có nhiều lắm đâu, 15.000 thiền sinh, không có nhiều lắm đâu. Việt Nam mình mở nhiều lắm, 20, 50 vậy đó. Mà người ta là chủ tọa của cái tập Tam Tạng lần thứ 6, pháp học cỡ nào thì đệ tử của ngài Mahasi là ai? Silananda, Upandita, rồi Swamin, ngài Pa'ao cũng là đệ tử của ngài Mahasi, rất giỏi về pháp học. Cái mà mở miệng ở Việt Nam cái thiền sư nghe nó mắc cỡ liền. Tập yoga cũng là thiền sư, uống trà cũng là trà đạo, vẽ tranh cũng là tranh đạo, làm thơ cũng là thơ đạo. Thiền không có mấy cái đó. Thiền bá nạp. Nghe mà tức cười. Chúng ta phải thấy rõ, nhận định rõ. Cho nên những cái vị này là những vị đang liệt kê những vị tối thắng từ từ á. Tiếp theo là vị thông Tam Tạng, mà không có pháp hành. Còn tiếp theo nữa là những vị có pháp hành mà không thông Tam Tạng, vô bậc. Nói chung là quý vị thân cận bậc chân nhân là thân cận những vị có pháp hành, thì có pháp hành. Và nếu mà vậy có pháp hành có pháp học càng tốt, vậy thôi. Để gì con đường ta đi ta biết rồi. Và thân cận bậc chân nhân ở đây, thân cận bậc chân nhân đồng nghĩa xa lánh kẻ tà kiến, đồng nghĩa là như vậy. Bậc chân nhân không có tà kiến, còn kẻ tà kiến không phải là bậc chân nhân. Thì thân cận bậc chân nhân đó là một chi phần để dẫn tới dự lưu đạo. Cái người gọi là muốn mà diệt trừ tà kiến thì một chi phần đó là phải gì? Tránh xa người tà kiến, không thân cận với người tà kiến, và phải có tác ý khéo, tác ý đúng, tức là yoniso manasikara, tác ý đúng. Vì tà kiến trong Tăng Chi Kinh Pháp Hải Chi có nêu rằng duyên của tà kiến có hai, là tiếng nói người khác và không khéo tác ý. Hãy vô đi sổ mà ta xin lỗi. Nghe tiếng nói người khác, người ta lập sai, ba người nói sai, người thứ nhất nói sai, người thứ hai lập lại sai, người thứ ba nói lại sai, người thứ tư nghe cho là đúng. Đấy, nghe ba người nói mà ba lần nói sai nó trở thành một lần nói đúng, mà nó hoàn toàn nó dẫn đi xa. Thế đó mới chết. Cho nên mới nói rằng duyên cho tà kiến có hai, một là tiếng nói của người khác, hai là không khéo tác ý. Duyên cho chánh kiến có hai là gì? Là tiếng nói cũng là tiếng nói của người khác và có tác ý đúng. Nó chỉ nghịch lại vậy thôi. Và những vậy mà thấy pháp, những vậy mà hiểu pháp, không bao giờ nói sai pháp. Những người mà nói sai pháp là không có hiểu pháp, không có thấy pháp, và họ nói sai pháp. Rồi mình nghe như vậy thì mình không có tác ý đúng. Đây là những bậc thân cận của bậc chân nhân, nó là như vậy đó. Và chúng ta liệt kê đến những người vậy như vậy. Cho nên đối với những vị mà thuộc lòng Tam Tạng thì đó là một điều, là một cái vốn quý rồi, không cần gì phải nói nữa. Nhưng mà nếu như vị đó thực hành pháp hành thiền tuệ là càng đáng quý nữa. Và hiện nay trong cái thời điểm này thì những vị đó là bậc chân nhân đáng nương nhờ. Hiểu ý muốn nói không?
ta bỏ ra 20 mấy năm, từ lúc 6 tuổi cho đến năm 26 tuổi chẳng hạn, hoặc có đôi khi cả năm 30 tuổi, 40 tuổi chẳng hạn. Tối ngày, mỗi ngày học 6 trang kinh bằng tiếng Bali như vậy đó. Học từ lúc 6 tuổi. Dạ, dạ, dạ. Cho đến khi mình lấy được bằng tâm tạng. Vừa rồi, nghe nói vừa rồi, một cái khóa vừa năm rồi đó. Năm rồi, một năm nó tổ chức. Một năm nó tổ chức thi tâm tạng một lần. Vào khoảng tháng 12. Cho nên năm nay tháng 12 sư dự kiến cũng đi du lịch miếng liền chơi. Đi qua đó chỉ giao duyên thôi. Là do trong cái mùa tháng 12 đó thì sẽ... Nghe nói nó bỏ đi đâu rồi. Nó sợ quá nó đi rồi. Là qua đó do để chứng kiến rồi đồng thời cúng dường cái buổi đó một bữa ăn. Một bữa ăn nó không bao nhiêu á. Nó khoảng chừng 50 triệu vậy đó. Tức là toàn bộ chư tăng ở Biên Điện tập trung vào đó để thi tâm tạng mà. Một bữa ăn như vậy. Để biết đâu cái một bữa ăn mình như vậy đó, trong đó có vị may mắn, trong năm đó có vị chứng thành tựu tâm tạng đúng không? Thì mình nghĩ là mình có một lần mình chân cúng dường vật thực đến vậy đó thì cũng được rồi. Đã khái vậy. Vậy nên đi cho nó rồi cứ bắt đầu đi chơi. Chứ đâu phải qua bển ở đó cúng dường hoài đâu. Nhưng mà phải có một lần như vậy để gieo duyên với tâm tạng. Vậy. Nhưng mà tháng 12 chắc là không qua dân y chưa không biết. Qua dân y không? Tháng 12 năm nay thì nhuận mà. Mình đi 10 ngày thôi. Mà có hỏi giá rồi, kinh phí khoảng chừng 20 triệu trở lại à. Đi 10 ngày. Cái gì? Rồi. Nếu thì chúng ta liệt kê được như vậy. Mà hôm nay có một hiện tượng cũng khá lạ. Là các ngài tam tạng đổ về Việt Nam hơi nhiều. Hình như là 6-7 vị, 5 vị, 6 vị gì đó. Không biết phước hay quả không biết. Nhưng mà vậy là cũng đáng vui rồi. Thứ hai là thân cận bậc chân nhân chúng ta biết rồi. Vừa rồi á, năm rồi á, có một vị tam tạng thứ 16 được nghe tin rằng á, vị đó mất 15 năm. Tức là năm nay mà đậu tâm tạng vậy đó khoảng 60 tuổi. Mất 15 năm. Thì tới tạng Abhidhamma rớt, rớt về học 15 năm sau mới đậu luôn bằng tâm tạng. Mới đậu năm rồi. Đậu lúc đó là 60 tuổi rồi. Một sự nỗ lực, một sự kiên trì đáng tâm phục. Thì có cái ai mà 15 năm thì rớt mà cứ cố bán cho nên đậu được không? Nhiều lắm là 5 năm thấy nản rồi đúng không? 15 năm mới đáng tâm phục. Cho nên chúng ta mới thấy là cái nỗ lực của các ngài cũng không phải là nhỏ đâu. Chúng đáng trung kính, đáng tôn trọng. Thứ hai chúng ta sẽ có cái pháp gọi là nghe diệu pháp. Ở đây mới là một điều quan trọng. Thế nào được gọi là nghe diệu pháp? Nghe diệu pháp đây có nghĩa là nghe những pháp, những pháp dẫn xuất luân hồi. Những cái pháp mà dẫn ra khỏi luân hồi. Những cái pháp mà diệt trừ đi cái ái dục. Ái dục. Đó. Chúng ta nghe những cái bài pháp nào mà những bài pháp này nói đâu nói gì đó không cần biết. Cuối cùng phải có một cái con đường dẫn ra khỏi luân hồi, chứng đắc được đạo quả. Đó mới gọi là diệu pháp. Chứ không phải nghe để làm giàu tâm tham ái. Không phải. Không phải là hãy bố thí đi để kiếp sau tôi đẹp. Bố thí đi để kiếp sau tôi sanh về cõi trời. Để bố thí đi để kiếp sau tôi sanh giàu, quan quyền này kia. Không phải. Cái đó để làm giàu cho tham ái. Mà bao giờ có tham ái thì bây giờ có cái khổ. Cái đó không phải là diệu pháp. Chẳng qua là những viên thuốc an thần làm cho người ta thích thú, để cuối cùng rồi cơn đau nó trỗi dậy càng nặng nề hơn, càng đau khổ hơn.
và chúng sanh lúc nào cũng phái mấy cái này lắm. Bởi vì mình nghĩ là tôi cúng dường vậy sau này tôi có cái quả này đúng không, tôi sẽ giàu sang, tôi ho ra bạc, tôi khạc ra euro, bù đắp lại những gì tôi bỏ ra đúng không, rồi sanh chỗ nào cũng quyền quy này kia. Nhưng mấy cái chỗ đó là mấy cái bẫy mồi của ác ma, cái đó là cái bẫy mồi, cái dụ dỗ của ác ma nằm đó, dướng vào đó là phải chết. Và bài kinh gọi là bài kinh bảy mồi Đức Phật ngày đã dạy như vậy. Bài kinh bảy mồi Đức Phật ngày dạy có bốn đằng nai, mỗi đằng nai người thợ săn mới đào cái hố, trên nó để những cỏ xanh để mật này kia. Đằng nai thứ nhất do ăn xong lọt xuống, bị gã thợ săn bắt này, nó giết nó làm gì làm. Đằng nai thứ hai thấy như vậy đó, nó không ăn nữa, nó bỏ rui vô rồi rừng sâu. Thì gã thợ săn nói nó là lui ra cái rừng sâu vậy đó, lúc nào đó nó đói khát nó cũng ra nữa mới làm lại nữa. Đằng nai thứ hai đi ra, nó ra ăn lại cỏ này rớt xuống bị gã thợ săn bắt. Đàn nai thứ ba thấy vậy nó mới né cái bẫy này, nó ăn những cái gì xung quanh đó, nó ở đây nó không đặng ở cạnh cái hố này. Gã thợ săn nói đàn nai này núp nè, vậy ta phải tìm cách bắt nó. Nó dẹt ra xong bắt lại đàn nai này. Còn đàn nai thứ tư biết rõ như vậy đó, ăn nhưng mà không có dướng vào bẫy này. Và gã thợ săn nói đàn nai này rất là khôn ngoan, nó ăn mà nó không có dính mắt nữa này, không làm đụng nó, đụng nó mấy đàn nai kia bỏ chạy hết, không được hết. Cho nên để gì thì đàn nai thứ nhất gã thợ săn quý như là ma vương, cái hố hầm tức là cái bẫy của ma vương. Đàn nai thứ nhất cái hố này bỏ cỏ non với mật lên. Đàn nai thứ nhất ham ăn cỏ non mật rớt xuống, chỉ cho những sa môn bà la môn ham mê vật dục, ham mê cung kính lợi đắc, cung kính danh tiếng, rớt xuống đó bị ma vương nó trói đi. Đàn nai thứ hai thấy vậy lui ra xa này, từ bỏ sắc thân hương vị xúc này, không đắm nhiễm vô, sống một cách khổ hạnh nhưng sống sai pháp nữa, sống sai pháp nữa. Một lúc nào đó thân thể kiệt quệ đi ra lại thọ dụng, lại dính vô nữa. Đàn nai thứ ba chỉ những vị tu thiền xong có cái pháp thượng nhân, có cái tri kiến, không phải tri kiến mà có những cái pháp thượng nhân tới ăn những cái chỗ này mà không bị dính bẫy, nhưng mà núp, ẩn núp trong này. Gã thời săn biết vậy mới dẹt đi, mới tìm thấy, muốn chỉ cho những sa môn bà la môn chứng đắc thiền định. Cái hạng sa môn bà la môn thứ ba là chứng đắc được thiền định nhưng còn tà kiến, mà đã còn ngồi tà kiến thì còn bị lọt vào cái bẫy độc của ma vương. Cho nên ghê lúc độ vậy đó, chứng đạt được thiền nữa mà còn như vậy đó. Và những vị sa môn thứ tư là nơi thứ tư là những vị thánh biết rõ như thật nói như vậy, cho nên được hiện thân trong bài kinh bảy mồi như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái nghe cái diệu pháp đây á, là nghe những cái pháp mà ra khỏi cái luân hồi, nó không có đầu tư cho ái dục. Ví dụ như cuộc lễ cái giới si ma, cái nói quý vị làm phước si ma đi này kia để sau này có bốn hầm châu báu. Quý vị thấy lễ si ma có bốn hầm đúng không, bốn cái hầm bỏ vô đúng không, biết không? Quả phước của cái này đó là sau này được bốn hầm châu báu đó. Đây là cái quả của Bồ Tát chúng ta khi mới sanh ra có bốn hầm châu báu đó, nó là quả của ngày xưa làm si ma đó bỏ. Mà cái này nó không nằm chánh tạng, cũng không nằm chú giải, mà nó nằm trong Dipani, thế là giảng động. Rồi lên phía pháp thì quý vị làm cái giới si ma đi, bỏ vàng vô trong đó hết á, rồi sau này có bốn hầm châu báu bằng vàng, móc lên bao nhiêu còn bấy nhiêu, móc lên bao nhiêu còn mấy nhiêu,
Bốn hầm châu báu này có bị vô thường không? Có không? Cái gì đâu vô thường, nó khổ hay là lạc? Bồ Tát chúng ta bỏ vô trong đó mà Ngài có mong muốn nó không? Rồi cái quả phước nó có lên, Ngài xuất gia bốn hầm châu báu này mất, nó không còn. Ông Chotika cũng bốn hầm châu báu này khi còn tại gia hưởng, khi xuất gia bốn hầm châu báu này mất, không còn. Bởi vì sao vậy? Ước nguyện niết bàn, niết bàn thì chứng quả niết bàn, chứng đạt một quả dự lưu tốt hơn có bốn hầm châu báu không? Đổi không? Không đổi hả? Nếu là bốn hầm châu báu không đổi lấy quả niết bàn đúng không? Cái cô dưới kia kìa, đổi không? Vì vậy có bốn hầm châu báu về cái quả niết bàn thì nhận quả niết bàn hay là nhận bốn hầm châu báu? Nhưng mà khi mà lên nó nói mình nói người ta về cái quả à, mình cúng dường sở dĩ mà cúng bốn hầm châu báu đó đó, bốn hầm châu báu đó với lại bốn cái lỗ cái sima đúng không, mình bỏ vô đó à, là mình sao như mình cúng dường đi để có những cái tài sản, cái tài sản mà những tài sản đó là nó là hữu vi, nó là vô thường, mình kiếm cái tài sản nào nó là thường thì hãy kiếm tài sản đó thường. Mình cúng dường vô trong cái hầm đó, một người nhà chùa đó lấy cái tiền đó đó họ xây dựng lại cái chùa chiền, mà trong cái phước vật tối thắng phước vật là xây cất tự viện, tối thắng phước đức là tu tập tứ vô lượng tâm, tối thắng cái phước trí là thực hành pháp minh sát, bốn cái ba cái. Thì những cái lỗ xi ma đó đó bỏ vô để giúp cho nhà chùa lấy ra để tu bổ cái tự viện để là xây dựng lên, mà cái phước cái tự viện đó là tối thắng về phước trú xứ. Mà cái trú xứ tốt nhất đó, nó chính là niết bàn xứ. Nhưng mình mà không chỉ người ta ước nguyện vậy, cái gì cứ mở vô đi, rồi ước nguyện là do cái phước con chúng giờ này xin cho con chứng đạt được cái niết bàn xứ mới ra khỏi luân hồi. Cho châu báu nhiều quá coi chừng ăn cướp nó vô nó cắt cổ, không có tốt đâu. Những người ta không ai mà cướp giật hay là trộm cắp nhà của ông nông dân mà nghèo khổ đó, mày cứ vô tiệm vàng không à, tiệm vàng thôi. Mà chúng ta thấy cũng dại nằm chỗ đó đó. Cho nên Sĩ Ma Sĩ có nghe nhiều vị thuyết pháp vậy mà không có nói, chỉ nói cái điều này thôi. Mình đầu tư cho tham ái chứ không phải dẫn ra tham ái. Và nếu nó nói như vậy, nếu nói thêm rằng quý vị hãy bỏ vô cúng dường trong cái tùy tâm mình, bỏ vô cúng dường trong cái lỗ Sĩ Ma đó, rồi nhà chùa sẽ dùng cái đó để xây dựng chùa chiền, thì tối thắng trong cái phước vật là xây cất tự viện đúng không? Nhưng mà cứ tự nguyện những là nhỏ nhoi, quý vị sẽ có một cái trú xứ tốt nhất là ước nguyện rằng do cái phước này con xin chứng đạt được cái niết bàn giới, nó mới ra khỏi luân hồi, chứ thôi còn dính mắc trong luân hồi không biết bao nhiêu chuyện để nói. Cho nên nghe diệu pháp là nghe những pháp nào mà nó ra khỏi cái dẫn xuất luân hồi. Những pháp mà dẫn xuất luân hồi gồm có 37 pháp trợ đạo. Pháp trợ đạo tức là đi từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Nghe những cái bài pháp khô như ngói vậy. Nó không có cảnh trời, không có suối chảy róc rách, chim kêu dựng hú, không có gì. Khô ơi khô còn hơn ngói nữa, nhưng thiết thực vô cùng, dẫn cái tâm mình hướng về cái sự giải thoát. Rồi nghe cái chuyện mà tình lan và điệp mình kia nghe nó mùi mạnh lắm rồi. Nhưng mà nó vùi chôn tuổi thanh xuân ở chỗ đó đó. Nó vùi chôn tuổi thanh xuân ở chỗ đó đó. Nó chết ở chỗ đó đó. Cho nên nghe những diệu pháp đây là nghe những pháp dẫn ra khỏi luân hồi, mà cụ thể là 37 pháp trợ đạo. Và nghe những pháp nào để diệt trừ tham ái. Chứ không phải nghe những pháp mà dẫn dắt tâm người khác có nhiều tham ái, không phải.
Cho dù là nhìn lại vua chuyển luân vương chẳng hạn nữa, thì vua chuyển luân vương có bị rớt xuống bốn cầu cảnh không? Trong tương lai có không? Vẫn có như thường, chỉ bậc dự lưu mới không rớt xuống bốn cầu cảnh là thôi. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Nếu mà thiên hạ thì khoái cái ái dục thì nhiều, nên nghe hợp hay quá, hay quá. Nếu mà luân hồi dài từ chỗ đó đó, luân hồi dài chỗ đó đó. Thứ ba là có khéo tác ý, tức là phải tác ý rằng cái pháp nào đã là cái pháp hữu vi, dù cho nó tốt cách mấy nó vẫn bị vô thường, mà bị vô thường bị khổ, bị vô ngã nó chi phối. Phải tác ý đến ba cái pháp này, vô thường, khổ, vô ngã. Phải khi mà chúng ta nghe một bài pháp nào đó thì chúng ta phải đọc lên cái tác ý khéo là cái bài pháp này nó hay như vậy đó, được cái đó như vậy đó, có bị vô thường không? Ngay cả thánh quả này có bị vô thường không? Thánh quả có bị vô thường không? Chỉ trừ niết bàn không vô thường thôi, còn thánh quả cũng bị vô thường. Không có vô thường thì không có nâng cao lên. Dự lưu mà không bị vô thường thì không thể có được nhất lai. Nhất lai không thể vô thường thì không thể có bất lai. Bất lai không có vô thường thì không có A-la-hán. Tâm quả A-la-hán có vô thường không? Không phải gì vì thánh A-la-hán lúc nào cũng xài tâm quả A-la-hán hết, không có. Ngài cũng có những cái tâm duy tác này đúng không? Có phải Ngài có những tâm duy tác này không? Phải không? Ăn rồi uống rồi nói thuyết pháp rồi, có phải tâm duy tác này không? Có phải lúc nào cũng có tâm quả A-la-hán đâu? Vậy tâm quả A-la-hán có vô thường không? Có hiểu như này không? Mà tác ý khéo, tác ý đúng theo sự thật là nói là vô thường, khổ, vô ngã, mấy cái đúng như vậy. Để không còn bám chấp gì nữa, không bám chấp nữa. Khi nào quý vị bây giờ quý vị còn đang mơ ước quả dự lưu đúng không? Ở đây có ai không ao ước quả dự lưu không? Ở đây có ai mà không ao, không thích quả dự lưu giơ tay lên coi. Hiện nay quý vị có thể là đang ao ước quả dự lưu đúng không? Phải không? Rồi khi mà đạt được quả dự lưu, quý vị còn ao ước quả dự lưu nữa không? Nó cái chính ở chỗ đó đó mới thấy đó. Một cái người chưa có bằng cử nhân mong muốn học để thi đậu cử nhân đúng không? Thi đậu cử nhân rồi còn mong muốn bằng bằng cử nhân nữa không? Cái người chưa có bằng tiến sĩ nên học mong muốn để đậu bằng tiến sĩ, đậu có bằng tiến sĩ rồi còn nói tôi học để tôi đậu tiến sĩ nữa không? Đã có bằng tiến sĩ rồi, quý vị hiểu chỗ này không? Thì A-la-hán cũng vậy thôi. Cho nên phải tác ý đến vô thường, cái là mãnh lực mạnh nhất, từ đó thì khai mở ra có vô thường thì nó dẫn tới khổ. Không thấy vô thường thì không thấy khổ, nên nhớ nha, không thấy vô thường không thấy khổ, mà không thấy vô thường khổ thì không thấy là vô ngã. Nó sẵn đi tình tuần tự như vậy, cái nào đi trước cái nào đi sau, vâng, rõ ràng như vậy, chứ không thể mà nhảy cấp được, không thể nhảy cấp. Cho nên phải tác ý khéo nó như vậy. Và thứ ba là phải hành pháp, pháp minh sát, pháp minh sát, hành pháp quán, pháp minh sát. Chỉ pháp minh sát là chỉ lấy danh và sắc làm đối tượng mà thôi. Dù cho người nam hay người nữ cũng chỉ là danh và sắc. Dù là người hay thú cũng chỉ danh và sắc. Dù chư thiên hay là người cũng chỉ danh và sắc thôi. Mà đã danh sắc này là hữu vi không? Danh sắc này có hữu vi không? Vậy hữu vi này nó là thường hay vô thường? Vô thường thì dẫn tới khổ, mà tác ý được như vậy, rồi tác ý tới niết bàn thì có thể có khả năng mình thành tựu được niết bàn ở trong ngay cái hiện kiếp này, không cần phải chờ đợi nữa, không cần chờ đợi nữa, chờ đợi nó lâu lắm, mà đêm dài thì nhiều mộng, mà mộng ác thì nhiều hơn là mộng lành nha. Đức Phật dạy rằng là rất ít này các tỳ khưu là chúng sanh mệnh chung từ cõi người tái sanh lại làm cõi người, nó là rất ít. Nếu là chúng sanh từ cõi người mà chết rồi tái sanh là cõi người rất ít, còn nhiều hơn này các tỳ khưu là chúng sanh chết từ cõi người tái sanh xuống bốn cõi cảnh, đúng rồi. Và phải sợ bốn cõi cảnh đó, mình nỗ lực mình làm nha. Và tới đây chúng ta tạm nghỉ bài này ha. Devanagame thika bonyam no
Om Namo Buddhaya. Idang Vatame Bhunyana Savatthaya Vatthaya.